Bữa nay mấy mẹ con đi chợ. Ba đi làm rồi, thứ bảy mà ba bị đi làm không có nhà cho nên có ba mẹ con đi chợ. Elina à, hello đi. Elina, xin chào mấy con nè. Elina, tớp. Elina, xin chào. Dạ con xin chào bà. Con tên là Na, con 4 tuổi. Con 4 tuổi con đi đâu vậy? Con đi với mẹ mấy con xanh nào nè. Ừ. Con đi chợ. Con đi chợ với hai với con. Với hai. Chị hai với mẹ. Anh ba thì đi đá banh. Cái này nè cả nhà 4 đồng tí nè, mình thích dữ lắm cho nên mình mua về mình làm bánh ăn nha cả nhà nha. Cái cọng này nè nó chua 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 chua. Đó, bây giờ là tới mùa nó nè. Cái mùa mình phải ăn nó, 21 hết mùa là không có cả nhà ơi. Hôm nay cá hạ giá luôn cho nên là mình mua về để mình hấp nha cả nhà. 5 đồng mấy 1 ký à, mua 3 con. Về chút xíu nữa chiều mình hấp cá ăn cuốn với rau á, chấm mắm nêm. Elina nó đi lựa mua cái mấy Elina. Cái đồ ăn giặt của nó đó. Nó đi lựa theo là muốn mua gì mua tự lựa đó. Xong mẹ hả? Rồi nè, mẹ mua những cái đồ cần thiết cho nhà mình hôm nay. Xong rồi đây. Mua thịt nè, thịt hạ giá cho nên đi chủ yếu là mua thịt. Đó, 4 dĩ luôn. Mua mấy lặt vặt. Bữa nay ăn cắt tóc nha cả nhà, không có chuẩn bị trước á cho nên là không có làm gì nhiều, chỉ có thịt ba gọi mình ốp nhanh thôi, mình không có chia sẻ, không có làm video mà ốp xong rồi giờ bỏ lên đây chuẩn bị nướng nè, để chuẩn bị hồi ăn cơm tối đó. Ốp nhanh tóc hành luôn rồi rau nè cả nhà, rau cắt nãy giờ ở ngoài đó. Em xả ớt nha. Em ốp nhiều hành tỏi xả ớt lắm. Đó rồi đây có tép nữa nè cả nhà, lấy trong đá ra để chuẩn bị hồi ăn luôn. Đó. Này ha. Tép rồi giờ chuẩn bị nướng thịt. Đó. Xong rồi ngoài kia đang có người đang hấp cá ngoài kia nữa cả nhà ơi. Hấp hai con cá mới mua hồi nãy. Đang có người hấp cá luôn, thợ phụ. Có bánh hỏi nè cả nhà. Đó, mình bữa nào mình chia sẻ làm bánh hỏi, bây giờ mình chỉ nói sơ sơ cả nhà nghe thôi, là bánh hỏi mình ngâm trong nước xong cái mình vớt nó ra ha. Mình vớt nó ra là nó gáo như vậy nè. Bây giờ mình sẽ xách vô dĩa cái mình bấm vô trong cái lò vi sóng nè ha. Đó, mình bấm 2 phút. Cả nhà thấy không? Đây, chín này ha. Ở đây mình đang hấp cá, mình cho cả nhà coi ha. Đây, cá này nãy mình mới đi chợ mua, hồi nãy 5 đồng rưỡi 1 ký, cả nhà mua 3 con. Mà hấp có 2 con thôi tại nhiều quá cả nhà ơi. Đó. Hấp tự nhiên luôn, không có bỏ gì hết nha. Có chỗ không? Đâu chị nhét nhét đi. Quay, bây giờ mình bỏ tôm vô luôn. Mình hấp chung luôn. Quay tôm này chín rồi cho mình chị hấp. Cá giờ cũng chín luôn rồi. Nãy mình không có bỏ muối gì luôn á. Ăn tự nhiên luôn. Giờ kiên cử đi, lớn tuổi rồi. Trời, chỉ làm như già lắm trời. Ừ. Vậy chứ mình cũng đâu có trẻ đâu. Con gái mình sắp sửa 17 tuổi rồi. Đủ đủ chỗ để hết không? Ở đây thì gặp lại thì có gì ăn đó cả nhà ơi. Cái nhà lá vườn có gì ăn đó. Đó, bánh hỏi xong rồi đó cả nhà. Bây giờ cuốn ra dĩa rồi ấy thôi tha. Tại mình ăn kiêng mỡ hành lên. Hành, cho nên để ít ít tha mỡ hành lên thôi. Đó, mình chỉ ngâm nước. Rồi xong rồi cái vớt ra cho gáo rồi bấm 2 phút vậy thôi nè. Bánh hỏi rất là ngon ha. Anh thích bánh hỏi là nhanh tóc hành. Sao lên đồng gửi ha. Ừ. Dạng đồng sáu mấy. Quay lên giá rồi. Lên giá. Giống gì cũng lên giá cho.
Lương có lên. Ừ, mà lương là không lên. Em có tin vui. Mà ít à? 100 đồng cuối. Kệ đi, có hơn không? 100 đồng chưa trừ. Đó, bây giờ thịt chín rồi, ướp đại nhanh tóc hành, không biết có vừa ăn không. Bóc miếng thử liền. Quá ngon luôn. Ai ướp thịt mà ngon vậy? Thì đổ nước dừa vô. Anh đó anh. Anh ướp thịt ngon vậy hả anh? Hả? Con cua không uống này hả? Nhiều sạch. Thơm ngon cực kỳ luôn. Tóc hành mà ngon ha. Còn nãy để anh Sơn cắt ra. Hôm giờ chuẩn bị mâm mâm thôi nha cả nhà ơi. Chuẩn bị mâm mâm. Đó. Cái này là ăn đột chứ không có gì chuẩn bị trước á, mà là cũng hoành tráng lắm. Cái này ăn mừng 700 người. Chưa được, chưa được. Xí được 700 mà chị. Ăn mừng 700 người đăng ký YouTube của mình nha cả nhà. Nói chơi thôi nha chứ. Chơi đến thôi. Nói chơi đó nha chứ đừng có chửi mình nha cả nhà. Anh nói dễ là gì? Dễ gao này là cho mấy đứa con gái nè, mình ăn mấy cái gao kia. Nói chơi thôi chứ. Thì mỗi gao là hai loại. Ăn bình thường thôi cả nhà ơi. Đang vui đang phim mẹ. Ok. Rồi. Mời cả nhà ăn tối. Rồi. Mời cả nhà ăn tối nhà mình bữa nay ăn thịt nướng, thịt ba gọi nướng, cá hấp với tôm. Ai rảnh thì lột tôm sẵn luôn, người khác khỏi không lột. Nói vậy cái tôm tự nhiên được lột không ta? Được, lột sẵn giùm luôn. Hay vậy luôn á. À quên bạc không nè, nè, nè ăn đi. Nè, cái gì? Da ăn con ăn da đi rồi con để thịt lại cho mẹ. Ừ, con cắn rồi. Da đi. Con cắn da đi rồi con để thịt lại cho mẹ. Ha. Ok. Rồi. Ăn là lưỡi dao mà. Để nào thích nước mắm thì chấm nước mắm nha. Chị chấm luôn với thịt. Này nước thịt là cay với nước không ngon. Rồi có ai ăn đây? Cá. Chị ăn thịt. Mẹ ngon quá. Để là để luôn. Ngon quá trời. Thịt nè. Ướt nó thơm thơm xả đó. Tỏi đó. Chúng như cải nó xanh nữa. Đóng đóng. Nhẫn nhẫn. Ngon quá. Nồng nồng chứ. Thịt là dầu bánh mì cũng ngon chị Hạch. Ừ. Nào ăn thịt lấy thịt vụ em. Để em đi giao. À, tép hấp chung vậy nó khô à. Khô à. À. Mình để lâu quá. Để lâu rồi. Để lâu quá rồi. Nó được khô không? Khô. Không phải mày khô mà nó được. Khô lô khăn to. Ừ. Mà nó nét khô. Có tép bà ăn tép. Bây giờ mới có dịp ăn nè. Không có mời mà tự mình mời mình đến. Không có lọc ăn đi không? Đi đi nó không chịu xuất hiện trên YouTube. Cho nên là nó bế nó đi lên trước mà cả nhà. Rồi mình thì mình chịu. Mình chịu xuất hiện chuyện té không ấy, còn xuống. Rồi xuống. Ủa, đi không ăn cá hả? Không. Rồi xuống đi con, Elina nó xỉn ngủ rồi đó. Ừ.
xem cái rượu rồi, tại vì bữa nay mất giấc trưa đi chợ xong rồi về cái đi dạo rồi ra ngoài trước chơi thấy bông thấy rau rồi này kia, cái nó mất giấc ngủ trưa của nó cho nên là giờ này nó xỉu xỉu rồi đó. Xỉu xỉu là cái gì? Mày xuống đây coi. Mày xuống đây, xỉu xỉu là không có được tỉnh đó. Đúng không? Ồ, con nói chuyện được mà, con không chịu nói thôi. Con nói được mà. Con không chịu nói. Cứ ngồi ăn đi. Con không chịu nói mà. Ủa, không ai nói chuyện thì có mình em nói chuyện trời. Tại vì ai cũng nói một trăm chú ăn đúng không à. Ai cũng lo ăn thêm, ai nói chuyện của mình nói chuyện là muốn làm như YouTube của mình là để cho mình nói hay sao vậy trời. Tại vì em là chủ của YouTube. Ai cũng nói được mà. Mà đem cái bánh chè. Mình đang ăn cái chè. Mình không làm được. Con ăn đi. Ngon không? Ừ. Mày xuống ăn không? Rồi. Thằng chị em cuốn to là cao không? Đúng. Rồi. Mình giỏi. Ừ. Giỏi gì? Giỏi không đập được tiếng nói thì nào không giỏi á. Năng ngoan mà. Công nhận làm YouTube quái thiệt á. Chút mắt là chút liêm. Đi tương tác. Ừ, tương tác. Không tương tác là thua, giảm xương trời trở. Chị mà không tương tác thì bỏ video lên, nói ai coi không? Ai tới là chị luôn. Cha con tới coi. Cho con ăn coi. Tại gì á? Hỏi chị coi. Em cũng có một đứa fan nữa. Thằng bạn chị nó tên David ở Paris á. Mình là kênh mới. Nó biết trước chị nữa. Nó nói là tập của pin đứa này này kia. Nó bảo dạ mày coi. Ờ chưa coi. Nó chưa coi. Nó nói là la petite elle est trop chou. Nó như na. Ừ. Khen như na. Nào. Nha nữa là con ăn rồi lên lấy thịt để giúp chị mới ăn phụ. Nó coi mấy bánh bò, cái này lên trên trên nó không kiếm bánh bò nó làm. Không mà con trai mà nó giỏi ghê, đang kiếm ghê. Ừ. Nói chị Nam ơi. Chịu. Nó phái chị mà chị nói thôi tao già lắm, tao sợ mấy trẻ như mày đó. Nhưng cái bánh tráng ghê mà. Nó nhỏ hơn tao tao tới. Cái gì mang lẻ để mới đem ba cuốn rồi đó hả? Ừ. Em cuốn nhỏ mà. Nó từ từ. Trời đang quay chú chuyết mà ăn lẹ. Sao mà có giờ. Cũng nhỏ mà. Giờ 4.000 giờ chắc chua. Lâu. Ừ. 4.000 không giờ mà nếu mà quay cái gì đó. Quay đi khác đó. Quả mai livestream on direct rồi này kia, hoặc là thí dụ nhiều khi đi công viên hay là đi chỗ nào mà du lịch thì như nãy xa quay đó. Kia vậy đó. Nãy như mình quay thì là cũng mới nhiều, chứ còn nếu không mà thí dụ bình thường mình quay bình thường á có 15-20 phút thôi, mình thấy 15 phút là thấy dài nữa này. Nói chung là tại vì mình mới mở thôi, chưa ai biết mình, chưa ai thích, chưa ai coi á, cho nên là mình mới vậy. Chứ nếu mà người ta đã nổi tiếng có một cái lượng fan nhất định rồi á là chị bỏ lên bao nhiêu ta cũng coi hết trơn ha. Mình mới cho nên là bắt buộc mình phải đi tương tác thôi. Cho mày đi với em. Mà cho nên bởi vì những người nào mà có tiền từ YouTube rồi thì ta không đi làm, ta ở nhà ta lo làm YouTube không thì ta chăm chút được chị hả? Đúng rồi. Đúng không? Còn ví dụ mình đâu phải làm YouTube là chính, mình chỉ làm đúng chơi thôi. Mình làm bỏ đó chị mình, nói em mà. Đấy, mình chỉ làm chơi bỏ đây thôi, mình có công việc riêng của mình, công việc công ăn việc làm của mình riêng mà. YouTube là mình làm, mình chỉ làm. Mình không có bỏ tiền ra mình đầu tư, nói chung là em làm là không có bỏ vốn ra đầu tư. Thí dụ như bây giờ là chị tới chơi có gì ăn cái đó là mình quay mình đưa lên, chứ không phải là cố tình là đi chợ mua thịt mua gì để làm YouTube đưa lên, cái đó là nhà mình là không phải, thấy không?
Ví dụ ngày mai muốn làm bánh gì đó thì là làm cái món bánh đó sẵn mình ăn rồi là mình đưa lên luôn đó, là vậy. Hay gì hồi xưa vậy em không làm YouTube, chị thấy em làm biết bao nhiêu món bỏ trên Facebook quý đó thì nó là vậy. Không mà đó phải làm bánh sinh nhật bánh đồ đó bỏ quá trời bánh sinh nhật luôn đó. Bởi vậy thì làm bánh kem bánh sinh nhật đồ này kia quá trời quá đắt luôn mà đâu có làm bỏ YouTube. Mình hồi xưa mình bỏ phong bóp không à, thì bây giờ mình sẽ bỏ lên trên YouTube. Giờ mỗi khi mình làm gì thì mình bỏ vô đó, mình không có bỏ vốn, mình chỉ bỏ công thôi. Hên xui may rủi, hên xui may rủi, biết chuyện nào được có tiền thì vui, còn không được thì cũng chả sao, còn không được thì cũng không có sao hết. Rồi không được thì cũng không sao, cuối tháng mình có lương rồi. Được hơi buồn chút thôi hả? Có, nhưng mà cái này coi như cũng như là em đóng góp em để dành đó, bỏ cũng như là bỏ ống vậy đó. Giống như bỏ là đâu phải chủ yếu là mình kiếm tiền đâu, có thì mình vui, cũng như là con đâu rồi hả, chị lên đây ngồi đi. Của mình đã muốn ăn gì cực nhọc bò hả, thì đây đây về thứ nhì mình coi như để ra chừng nữa cho Elodie nè, con gái để dành cho Elodie Gina nè, nữa lớn lên coi bà nội bà ngoại. Tuyến là dắp cá không hôn nữa hả? Mình nãy tính nói cắt mấy cọng dắp cá. Chúng miếng dắp cá nó ngon. Mình nãy tính nói quên đó. Lúc mà chị rút mà cắt ra đó. Đâu thấy không? Cho mẹ cái dao con, em muốn ăn nè. Chị không thấy có dắp cá gì? Có dắp cá mãi, nhưng mà em nói chị là nó chưa có lên nhiều, nó mới có hai lá gì đâu đó hả? Đó, mới có hai lá hả? Vì ta đạp con á, đi nè. Đó, tính như lắm rồi. Nó mới có hai lá à, mà em nói là để kêu ấy vài lá. Là sư chị, ấy vài lá bỏ vô ăn thơm. Cái bánh tráng này chị thích nó ghê, bánh tráng cây tre này. Nó ngon gì đâu. Ngon. Mà chị ăn cái bánh này quen rồi, mua mấy bánh khác đưa chị ăn nha, chị ăn không có được chị. Nó dao. Nó cạp luôn đi. Không có ăn rồi. Đi rửa cạp đi. Giá này được không? Được rồi. Không, mẹ cắt, mẹ cắt. Không, 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 mẹ cắt. Tùy ơi, nói vậy gì. Giờ nó đi lấy ra bo nè, nó giống như nó bị ấy trái cây vậy trời. Nó ăn được cái đó là càng tốt. Mình nói vậy biết thôi, tiếng vô có nghe lớn không ta. Nó không ăn bún, không ăn gì hết, mà ăn trái cây. Con gái hả? Bù. Không ăn đồ chín mà ăn giặt. Đâu vậy sao thì không có nghe mùi mắm nêm. Ngày mới nghe lại nó. Mắm nêm Việt Nam đó. Mắm nêm của ông Tính Ba Ghi gửi cho em làm á. Em làm với một cái khóm hồi bữa đó. Mà em xào nấu rồi cho nên mình giữ lại lâu tủ lạnh chị. Có chị chưa dám ăn nữa không? À chị mới dám ăn nước thật vậy thôi. Nước. Ăn đuổi bên anh đi. Bữa nay ăn đột xuất mà cũng ngon đúng không? Quá ngon, muốn nhiều nữa linh đình vậy thôi chứ. Ina vậy là quá. Ina ơi, xong rồi con. Ăn mấy cuốn nè. Ít nè. Ủa nhà nó có ăn gì đâu. Hả? Càng bốn cuốn rồi. Bốn gì? Bốn cái gì? Thấy thiếu bốn gì? Bốn cuốn hả? Nổ. Mía nhỏ nhỏ giống bà ba. Rồi con đi ăn đi con. Giỏi. Cắt cái cây cho nó cảm ơn. Nó bừng đi nó cảm ơn. Ê, đưa đi cho ta ta miếng ớt của mẹ làm. Người ta lịch sự vậy đó. Nãy giờ quên. Đây là ớt của mẹ Trúc làm. Mẹ lấy cái muỗng nhỏ cho ta ta múc ớt. Bữa nay ăn đột xuất mà ngon thiệt đó chứ. Em ăn không? Cá thì nãy mình đi chợ mới mua. Đó.
tép một tủ đá lấy ra. Thịt thì nãy mua chợ luôn, thịt ba gọi bữa nay chợ rẻ quá trời luôn. Em ăn đó không? Không không, em đang cắm mắm niêm cũng cay lắm. Có nhiều ớt lắm. Thịt ba gọi bữa nay rẻ quá trời luôn, có 2 đồng 9 ký. Để nước thịt vô, để miếng ớt. Ừ, ngon à. Quá, nó thịt rồi thêm miếng ớt nữa là quá ngon luôn á. Hấp dẫn con bà bảy. Sướng ghê chưa? Có ai mà sướng như em không? À, cuốn mà có chồng nó ngồi nó đặt tôm sẵn cho mình ăn quá sung sướng thật đó. Bởi vậy mơ ước gì trúng số thấy chưa? Ghé Hồng Hạ phục vụ em ha. Hồng Hạ phục vụ thì em, Hồng Hạ phục vụ lại cha con anh. Hồng Hạ phục vụ đi, mai mốt người ta nổi tiếng rồi người ta em. Nổi tiếng vô chiếm hả? Làm vô tiếp nổi tiếng hả? Trời, cái đó chắc nằm mơ quá trời. Thì đâu có sao, thì cũng như là bây giờ em cũng đi vòng quanh thế giới rồi thấy không? Rồi thì bây giờ vòng quanh thế giới này, vòng quanh thế giới luôn. Bên thị sĩ rồi tương tác cùng lâm tá đã chưa? Giờ biết nói tiếng rệp. Đại hàng, biết nhịp lâm với lại. Bữa không? Đọc trên mặt kia. Bạn nó phải làm luôn, trời. Không có nhiều người coi thì một hai người coi cũng được. Làm cho nó vui. Mình cũng có công ăn việc làm. Chủ yếu là kỷ niệm. Mình bỏ, mình bỏ ống để đó. Kỷ niệm tới lúc mà mẹ trên YouTube không mà không để cho nó bóc nữa. Mà như bỏ hai cái nữa chứ. Tại vì có nhiều không người, người ta cũng quay YouTube rồi đưa qua bên quý thì chia sẻ qua đó. Ừ. Chia sẻ qua. Mau nói tiếp. Ủa nãy chị nhớ chị cắt xương nhiều lắm mà sao giờ không còn hả? Ừ. Nghĩ là chị có cắt xương. Nghĩ là nào không nè. Ừ, không còn xương. Nãy chị cắt mấy xương chị để riêng chị gặm. Ăn xong rồi hát đâu kia. Mấy giờ? 8 giờ. Kiểu này lại khuya khuya mới dễ đâu dám về thôi. Ở bên Pháp là đang còn ngồi thông tỏ. 7 giờ không được đi ra ngoài đường. Mà ở đây 8 giờ còn ngồi ăn nè. 8 giờ còn ngồi ăn mà không chấp hành luật lệ. Tại vì đã mang tiếng đi ăn ké rồi nên phải ăn cho tới hết giờ. Tàn mông rồi, hết mông rồi mới đi về. Hôm nay mai bóp cũng đi điều bị nó cứ ăn mang tiếng rồi. Nên sẵn lỡ ăn rồi thôi ăn cho tới hết. Cho bớt luôn. Sẵn ế rồi cho ế luôn. Nói bữa nay có anh nào coi được cái video này á. Không, nhưng mà anh nào coi gặp mình ăn kiểu này nó cũng dám lại. Anh nào mà coi mà gặp chị ăn con sâu rau kiểu này anh cũng dám nuôi. Trời ơi, nuôi vậy tới tốn tiền mua rau thôi chứ gì đâu. Trời ơi, em nghĩ thời buổi giờ ở nhà Vin có miếng đất nào đâu. Bye bye. Là mẹ. Dễ. Chả phục nó, chả phục cho ta ăn. Em muốn về nhà đắng hả? Đã gì đâu, nãy giờ ăn đâu đắng đâu, chỉ có miếng nào để đắng. Vừa đắng, mắm bị cay. Đây nè, cay đã. Đã gì đâu á, này vừa cay, vừa đắng. Nãy giờ em chưa ăn miếng cá nào. Cuốn cái thịt không mà ngon quá trời. Cái cải xanh nó thay thay cuốn chung ngon sợ luôn. Cá chín không? Chín á, em ăn chín. Từ nãy giờ em không có thử. Em đi ăn cá không rồi, không thấy. Lấy cá xong rồi bỏ cho ông lò ông Táo coi với mình nó coi gì đâu. Quá, lúc anh đi quay phim được coi chút. Rồi đó là nhìn dở ra lúc đó thôi, rồi sau đó cái mình đâu có canh đó không? Bởi vì ăn có món hấp này trước. Mình đâu bỏ gì đâu hả? Nó no chui luôn, không bỏ gì luôn, không có muối, không có tiêu gì luôn á. Ngon phải không? Ăn có cái vị ngọt. Cái đầu nó còn nóng nó cạp lên giờ mới ngon á. Có gừng. Đúng rồi, có gừng. Thơm. Thơm gừng. Nên đi ăn dở em đi được nên em xóa rồi. Ủa hả? Xóa rồi. Rồi không sao thấy vậy cái bài dùng lắm mà bài cái em xóa luôn. Ôi nó em để là PV. Em xóa mà em để là chế độ PV.
Tại vì cái bài dục xí cho đăng nó không có để cái đại bản quyền, chỉ cái bài Lan Và Đẹp nó để thôi. Sao tiện ta? Ừ. Cái anh làm sao chứ đừng người đưa lên lắm mà. Bị em không biết người ta phải hát cái cách nào sao mới không bị khiếu nại bản quyền, nó phải có cái cách mà mình em chưa không, tìm hiểu vô được. Chắc là phải đi karaoke thì được quyền hát chứ không gì đó. Phải để rảnh cái tìm hiểu. Hát hay quá người ta tưởng ca sĩ người ta mới đòi bản quyền. Phải nó để khiếu nại bản quyền của gàng mà. Cái Lan Và Đẹp cái đầu gì mình nhắn vô chỗ mà tìm hiểu thêm á, để mình chỉnh sửa thì nó kêu cắt. Cái cắt con khúc cái cũng không hết nữa, cái còn hoài. Ừ, cho nên là thôi em xóa luôn. Tại vì em để sợ mốt đủ 1.000 người á, đủ giờ cái chị xin bật kiếm tiền nó khó. Nó xét duyệt lại là mình giống như mình có lỗi vậy đó. Ừ, thì nó sẽ khó cho nên là thôi rồi cái bài dùng lá mai bay cái em để lại privé luôn. Còn cái làm để lại chế độ riêng tư á. Để lại chế độ riêng tư luôn. Lần nào mai mốt muốn để lại biết lý gì để thôi. Nhưng mà cái bài dùng lá mai bay lại không có bị khiếu nại bản quyền nha. Sao kỳ vậy? Ừ. Không hiểu nha, mà bài Lan Và Đẹp thì lại bị. Mà bài đó hát hay nhiều cổ lên. Ừ, rõ ơi. Giờ bữa tính hát lá trầu xanh nữa mà thôi thấy bài Lan Và Đẹp bị gì vậy, cho nên hôm nay không hát lá trầu xanh. Không thử ra đó. Ừ. Nãy giờ biết mấy cuốn rồi ta, 4 năm cuốn gì không? Hay quá, năm ăn cho. Thấy không? 5 6 cuốn nè. Coi như là mình ăn xong cái này mình được quyền đi về. Ăn hết bánh tráng không? À, à hai cái cuối cùng luôn không? Ừ, thì tại vì hết bánh tráng. Hết bánh tráng. Hết mấy cái kia mình được đi về. Hết bánh tráng luôn. Đúng rồi, cái bánh tráng bịch đó nữa là hết luôn cái gì đó. Đã mang tiếng ăn rồi cho nên mình ăn hết luôn. Ngồi đi chợ không có bánh tráng. Nãy không nói chị chỉ mua luôn xong rồi. Chị lúc nào cái này vô trong mấy chị là cũng 2-3 sóc á. Khó à. Gì em tính nói gì? Chị ấy xà lách ngon. Ừ, cuốn chung á. Mà không biết sao nó xà lách này là của vườn luôn nha cả nhà. Trời ơi, này cắt hồi hôm qua nè. Tại vì biết sao không? Quên cho cả nhà coi, quay lại cho cả nhà coi thôi. Nó nè, tè tè. Không phải nó tè, nó nhận nhận không hề đấy. Nó đổ từng đâm á, nó nhiễu chảo từng đâm đất không? Tay chân dính nhiễu chảo từng đâm nên chị cắt có bánh tráng rồi. Bạn có bánh tráng thì nó ăn ngon. Cái xà lách này nó the the ngộ lắm, của bà Tây bà cho nè, trồng nè, trời ơi mà. Bữa nay em trồng rồi bà em trồng. Em trồng. Bà cho cây. Chứ ngoài trước á, gần cải xanh á. Bà cho cây em trồng. Ờ mà mà nó bự chảng luôn thấy không? Ngày hôm qua cái bà nói là bự rồi mày phải ăn đi, điểm thôi là nó lên bông. Đó cho nên anh xin ra cắt hết luôn mà ngày hôm qua em quên quay clip ảnh đi cắt cải. À, nói là nó đắng đắng nè. Không miếng cải xanh nữa. Mà hồi nãy cuốn nãy giờ cuối cho nó làm chén. Chí cụ rồi, mình ăn xong rồi, bây giờ mình bye bye. Bye bye cô chú thì gặp lại nha. Rồi, bye bye cô chú hẹn gặp lại nha. Bye bye, xin chào cả nhà. Bye bye. Đừng ngủ. Bye bye. Rồi, bye bye. Cảm ơn cả nhà đã xem video của nhà Elina nhiều nha. Ai thích thì đăng ký kênh.